Xin chào các bạn nhé, mình tên là Hoài, mình đang học khóa 69 tại CFFB. Thì trước đó thì mình có học học viện ngân hàng và đã tốt nghiệp bằng đại học, và chuyên ngành của mình học ở ngân hàng là quản trị kinh doanh. Nhưng mà sau đấy mình đã đi làm một ngành khác là kế toán, nhưng mà do công việc gia đình thì mình đã không làm nữa. Cũng là do công việc gia đình mà bản thân mình sẽ hướng sang du học nghề. Có người giới thiệu cho mình là CMMB là một trung tâm tốt ở Việt Nam về du học và du học nghề Đức. Thì mình đã quyết định đến đây để học. Trước khi thi đại học ấy, là mình có học khối B và mình yêu thích ngành bác sĩ, nhưng mà mình không đủ điểm để đậu trường đại học. Thì bây giờ nếu như sang du học Đức có nghề điều dưỡng, mình vẫn thích những thứ mà chăm sóc những người bệnh nhân, trẻ em và người già. Thì mình đã quyết định đi học nghề điều dưỡng để sang Đức làm việc. Nếu như đã đỗ được nguyện vọng của mình thì hãy thử sống một lần để biết cái cảm giác học đại học như thế nào. Nhưng mà nếu như các bạn mà chưa đỗ được nguyện vọng của mình thì hãy suy nghĩ đến việc đi du học và du học nghề ở nước ngoài. Và nước Đức là một lựa chọn phù hợp để cho giới trẻ Việt Nam mình và các bạn trẻ phát triển bản thân và có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau này.